đặc tính thứ nhất của sự sản xuất nó biến chuyển nó phát triển không ngừng đặc tính thứ nhất của sự sản xuất là không bao giờ nó ngừng lại một điểm nào đó trong một thời gian lâu dài nó biến chuyển luôn luôn và luôn luôn phát triển hơn nữa sự thay đổi phương thức sản xuất nhất định phải gây ra sự thay đổi cả chế độ xã hội thay đổi ý tưởng của xã hội công luận và những tổ chức chính trị sự thay đổi phương thức sản xuất gây ra sự thay đổi tất cả chế độ xã hội và chính trị một, sự sản xuất luôn luôn phát triển. Đặc tính này cũng là một quy luật phát triển của xã hội loài người. Sự sản xuất luôn luôn phát triển không ngừng lâu ở một mức nào. Sự thật xưa nay như thế, chúng ta đã thấy các phương thức sản xuất nối tiếp nhau, cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản và xã hội chủ nghĩa. Phương thức sau tiến hơn phương thức trước về cách sản xuất cũng như về số sản xuất. Có người sẽ nói, vậy trong xã hội việt nam ta từ mấy ngàn năm vẫn cứ một mực vẫn chiếc cày thiên cổ vẫn cái chế độ phong kiến mãi cho đến gần đây ai dám bảo rằng sự sản xuất không phát triển ở việt nam có phát triển chứ nhưng chậm chạp mà thôi có khi thụt lùi tạm thời nữa nhưng vẫn có phát triển thời văn lang âu lạc con người ở dọc sông hồng hà sông mã sông lam đã biết lưỡi cày sắt đó đâu ông bà ta thuở ấy còn kém xa đồng bào xa trên mạng ngực bây giờ. Rồi sau đó, sau khi bị chinh phục, ông bà ta biết dùng lưỡi cày sắt, rồi sau nữa mới biết làm lưỡi cày sắt. Sự sản xuất có tăng tiến, đi từ sản xuất gia đình, làng xóm đến sản xuất để buôn bán với nước ngoài. Đời Lý đã có những bạc dịch trường ở dọc biển cảnh. Hay là từ sản xuất nông nghiệp bằng những đại điện trang dưới thời nhà Trần tới chế độ quân điện ở thời nhà Lê anh nô tỳ hóa ra anh nông dân, mức đó không phải là một sự tiến bộ của sự sản xuất là gì. Và ngay giữa hai thời ấy, nông nghiệp, thủ công thương mại phát triển thì Hồ Quý Ly mới có lệnh dùng tiền giấy, có lớp học làm sổ sách của nhà buôn, mới có chỉ thị bắt buộc nhà buôn phải mở cửa tiền khi nhà buôn phản đối chính sách tiền tệ của Hồ Quý Ly. Sự phát triển kinh tế từ đời hậu Lê Lúc Trịnh Nguyễn Phân Tranh, sự buôn bán với ngoại quốc lại càng rõ hơn nữa. Duy sự phát triển ấy có chậm, mà ở phương trời nào sự phát triển ấy cứ luôn luôn mau. Kinh tế gặp nhiều thế kỷ định đốn, ví dụ như nhà Minh qua chiếm xứ ta 10 năm, chế bồng Nga ra đánh phá xứ ta, làm cho kinh tế định đốn, song định đốn ta tạm thời, một vài năm, một vài thế kỷ có thấm gì với hàng ngàn vạn năm lịch sử. Một năm khỏe sức, ăn sung mặt sướng, anh không thấy anh già, song có phải vì lẽ anh không thấy già thêm mà anh không già đi một ít đâu vả chăng trong quá trình phát triển chung của nhân loại có nơi đi mau có nơi đi chậm có nơi đi trước có nơi đi sau là gì điều ấy những bước sụt lùi tạm thời cũng không tránh khỏi nếu không có sự phát triển của sản xuất của thương mại ít ra là trong một mức độ phạm vi nào thì sẽ không thể nào giải thích được sự tiến bộ của tập quyền phong kiến từ lý đến lê chẳng hạn song không phải vì ta cần giải thích mà ta bày ra sự phát triển của sản xuất của thương mại vì sự phát triển ấy là một sự thực lịch sử nên ta giải thích được chính xác một số hiện tượng chính trị lịch sử vậy lấy chung cho nhân loại hay lấy riêng cho từng nước thì câu nói của stalin không bao giờ sản xuất ngừng lâu ở một chỗ nó luôn luôn biến chuyển luôn luôn phát triển câu nói ấy được lịch sử đã qua chứng nhận rõ ràng lịch sử hiện nay càng chứng minh chắc chắn hơn nữa nếu các nước tư bản không phát triển nổi sự sản xuất đó là bằng cớ rằng chế độ tư bản phải nhường chỗ lại cho một phương thức sản xuất cao hơn xã hội chủ nghĩa lịch sử loài người lịch sử xã hội trong căn bản là lịch sử của sự sản xuất lịch sử của các phương thức sản xuất nối tiếp nhau một cách tất yếu xã hội chủ nghĩa phải tới sau tư bản chủ nghĩa phong kiến không thể có trước nô lệ sự sản xuất phát triển từ thấp đến cao từ đơn giản đến phức tạp chúng ta đặc biệt chú ý đến điều này. Hai, hệ phương thức sản xuất biến đổi thì chế độ xã hội, ý thức tư tưởng cũng biến đổi. Sự biến đổi của phương thức sản xuất nhất định phải gây ra sự biến đổi của tất cả chế độ xã hội và chính trị, biến đổi của ý tưởng, công luận chớ không thể nào mà phương thức sản xuất biến đổi, còn chế độ xã hội lại bất biến được, bất biến ấy quả là ý muốn của giai cấp bóc lột cầm quyền thống trị, nhưng cuộc đời bảo thế, nào phải đã muốn thế là được thế đâu người nguyên thủy giả mang đương ná bằng dây thương bằng gỗ kinh nghiệm sản xuất rất thô sơ chống lại thiên nhiên rất vất vả sống thiếu thốn lực lượng sản xuất lực lượng sản xuất đó có một tương quan sản xuất tương ứng với nó khí cụ lao động là của chung sản vật tìm được làm được là của chung của nhóm người cùng cộng tác mà sản xuất tương ứng với phương thức sản xuất đó thì chế độ xã hội là cộng sản tức không có nhà nước cảnh binh không luật pháp còn trong tư tưởng thì không có đầu óc gian tham cạnh tranh nhau tuy tin ở thần làm ra thiên tai địa họa đến khi khí cụ phát triển lên dao mát lưỡi cày sắt xuất hiện con người biết làm ruộng làm thủ công sản xuất tiến bộ đến đổi một người làm nuôi được vài người thì sinh ra bắt bán nô lệ người nô lệ người chủ nô xuất hiện nhà nước pháp luật xuất hiện để đè nén kẻ bị bóc lột một chế độ mới thành hình tư tưởng ý kiến mới phát sinh tư tưởng chủ tớ tư tưởng tham lam tin vào Thượng Đế, luân lý chủ nô. Cứ như thế đến ngày nay, luôn luôn hệ phương thức sản xuất đổi thì chế độ xã hội và chính trị đổi theo, ý thức tư tưởng cũng đổi theo, công nghệ sinh ra quan hệ lao tư, chế độ phong kiến đổ tư bản thành công, chính thể đại nghị xuất hiện, cá nhân chủ nghĩa thịnh hành. Rồi đại công nghệ đi đến một mực phát triển cao làm cho sự phân công chia giai cấp trở thành thừa, trở thành trở ngại, cách mạng vô sản thủ tiêu tư bản lập xã hội không giai cấp, không người bóc lột người, không dân tộc áp bức dân tộc, tư tưởng hòa bình, quốc tế, trọng của công, trọng lao động được thịnh hành. Nói tóm lại, theo như lời của Stalin, ở các trình độ của sự phát triển, con người dùng các tư liệu sản xuất khác, hay nói đơn giản hơn, con người sống một cách sống khác. Trong công xã Nguyên Thủy có một phương thức sản xuất, dưới chế độ nô lệ, có một phương thức khác, dưới chế độ phong kiến lại có một phương thức khác và cứ như thế chế độ xã hội của con người sinh hoạt tinh thần của họ ý kiến của họ tổ chức chính trị của họ đều khác nhau tùy theo các phương thức sản xuất ấy trong căn bản thì chính xã hội ý kiến lý luận công luận tổ chức chính trị của xã hội là tương ứng với phương thức sản xuất hay là nói một cách đơn giản hơn sinh sống thế nào thì tư tưởng thế ấy 3. Những kết luận quan trọng sau khi nhận thấy đặc tính thứ nhất của sự sản xuất. A. À, căn cứ vào những điểm đã trình bày và giải thích thì lịch sử phát triển của xã hội trước hết là lịch sử phát triển của sự sản xuất, lịch sử của các phương thức sản xuất nối tiếp nhau qua các thế kỷ, lịch sử phát triển của lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất giữa con người với nhau nói như thế không phải là bảo rằng nhà làm sử chỉ nên mô tả xem trong mỗi thời đại lịch sử những khí cụ sản xuất ra làm sao người ta làm việc bằng cách nào sản xuất bao nhiêu sản xuất những gì chủ nô và chủ tớ đối đãi với nhau ra làm sao nói như thế là xây dựng cho nhà làm sử có chỗ đứng có phương pháp biết căn cứ vào đâu mà phân chia thời kỳ lịch sử biết lấy hiện tượng nào là hiện tượng căn bản để giải thích các hiện tượng khác không phải bù đầu rối óc trong vô số hiện tượng rất phức tạp của lịch sử nếu như thế người lao động bây giờ tin chắc rằng trong cuộc đấu tranh giữa hai phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa phải thắng tiến bộ phải hơn lạc hậu lao động việt nam thấy rằng dưới chế độ dân chủ nhân dân của ta tàn tích phong kiến sự bóc lột của địa chủ là một trở ngại cần thủ tiêu thủ tiêu được mà thủ tiêu nó là một bước tiến bộ lớn của lịch sử nước nhà cái gì phát triển cái ấy mới là bất khả xâm phạm mà phát triển đây căn bản là sản xuất sản xuất mạnh hơn tiến hơn đó là điều kiện quan trọng nhất để cho một chế độ này thắng hơn một chế độ khác b nếu quả lịch sử loài người trước hết là lịch sử của sự sản xuất thì lịch sử phát triển của xã hội đồng thời là lịch sử của những người sản xuất ra những tài sản vật chất là lịch sử của quần chúng cần lao tức là lực lượng căn bản của quá trình sản xuất và tức là những kẻ làm ra tài sản vật chất cần yếu cho sinh tồn của xã hội bởi vậy cho nên nhà làm sử muốn đúng với khoa học thì không nên xem lịch sử như là lịch sử của các triều đại các anh hùng vua chúa tướng tài mà thôi lẽ tất nhiên là làm sử ai lại có thể bỏ qua tên tuổi uy danh sự nghiệp ví dụ của vua ngô của hưng đạo vương nhưng nếu làm sử của thời ấy mà không căn cứ vào các sự nghiên cứu cách sống của nhân dân sự phân phối ruộng đất trong tay các giai cấp sự thành lập các đại điền trang thái độ mối liên hệ giữa nông dân với địa chủ với nhà chùa thì chẳng những là ta chỉ biết cái ngọn không biết cái gốc mà ta cũng không thể hiểu được vì những lẽ sâu xa nào mà ngô quyền chiến thắng và lập quốc được vì sao nhà trần có sức thắng quân mông mạnh mẽ vô cùng mà sau đó lại suy nhược cho đến đổi cầm cự không lại với quân chim thành của chế bông Nga. Nói đến những người sản xuất, nói đến đa số đó là một lẽ phải rồi, triều đình anh hùng là một tối thiểu số, chiến tranh là một đoạn ngắn của lịch sử dài, xong, chẳng những đó là lẽ phải, mà chính đó là cái chìa khóa để giải thích những hiện tượng lịch sử căn bản. Stalin dạy Khoa học lịch sử, trước hết, phải chú trọng đến lịch sử của những người sản xuất ra tài sản vật chất đến lịch sử của quần chúng cần lao, đến lịch sử của nhân dân. Chúng ta ngày nay hãy còn lầm lạc nhiều ở chỗ này cho nên, hoặc là chia việc sử theo triều đại, hoặc ta tìm các nghĩa sự nam tiến bằng cuộc tranh phân giữa chú Nguyễn chú Trịnh, hoặc chú trọng quá nhiều đến cái ngày nào mà ví dụ như Nguyễn Anh qua tới Sim, về tới Nam, đánh trận lạc vặt nào, hoặc ta nói rằng tự đức bất tài, thu minh trị về chỗ thấy xa hiểu rộng, nên Việt Nam nô lệ mà Nhật Bản duy tân nói một cách khác nhà làm sử hay tìm những lẽ phát triển của xã hội ở tông ý nghĩ tài cán đạo đức của con người hay của xã hội mà ít hay không chú ý phân tích phương thức sản xuất trong mỗi lúc phân tích những điều kiện sinh hoạt kinh tế để tìm biết những động lực sâu xa của lịch sử đối với việc sử đây không phải là việc dễ vì mới bắt đầu vì tài liệu khan hiếm nhưng không phải là không có tài liệu Vài khúc xương dưới đất có thể cho phép nhà khoa học lập lại cả bộ xương con thú sống đời xưa thì vài tài liệu có thể làm chứng cho đặc điểm của một thời kỳ kinh tế miễn là ta hiểu phương pháp biện chứng, miễn ta biết lựa chọn, miễn là ta nắm được chìa khóa của lịch sử, chìa khóa ấy là gì? Stalin viết. C. Nhiệm vụ căn bản của khoa học lịch sử là nghiên cứu và phát kiến những quy luật của sự sản xuất, quy luật phát triển của lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất quy luật của sự phát triển kinh tế của xã hội có người tưởng tượng rằng huấn thị của stalin chỉ có thể áp dụng được ở tây phương còn ở đông phương ở nước việt nam thì không áp dụng được ở đây theo họ thì chủ nghĩa mát không đúng nữa cho nên họ nói rằng phải tìm căn nguyên của chế độ tập quyền ở đông phương ví dụ như ở việt nam không phải trong sự phát triển của thương mại mà tìm nó ở trong sự cần yếu phải có tập quyền để chống ngoại xâm nếu hiểu thế thì mát sai phải sửa chữa mát nếu thế thì Stalin thiếu phải bổ khuyết cho Stalin nhưng ta hỏi tại sao ví dụ như ở việt nam có những lúc không có ngoại xâm nào cả mà chính quyền tập trung vẫn thịnh đạt còn có những lúc có ngoại xâm thì chính quyền tập trung lại tan rã không còn lẽ tất nhiên là sự cần yếu chống lại ngoại xâm có thể giai cấp địa chủ phong kiến tập trung quyền lực hơn nữa để giữ ngôi bá chủ của chúng giữ đặc quyền của chúng nhưng nếu không có sự nhu cầu căn bản hơn tức nhu cầu kinh tế nhu cầu đi lại của nhà buôn lưu thông tự do của hàng hóa đo lường thống nhất hay một bộ phận của nhu cầu ấy thì tập quyền xây dựng trên sức mạnh vô biên của tướng tài chỉ có thể duy trì được rất tạm thời mà thôi vậy chớ nên kiên định rằng chủ nghĩa mát là học thuyết của tây phương chớ nghĩ rằng phương thức sản xuất á châu lọc ra khỏi lý luận về sử học mà phải có đủ siêng năng tìm lại tài liệu lịch sử tìm sự phát triển kinh tế duy vật trong những thời kỳ đã nói trên thì nhất định ta sẽ thấy cái chìa khóa lịch sử không phải ở trên ngọn giáo của quân nguyên minh thanh mà ở trong sự phát triển kinh tế xứ ta với tất cả đặc điểm của nó d cuối cùng chúng ta xin trích huấn thị của stalin về nhiệm vụ của đảng tiền phong khi đã nhận thức được đặc tính thứ nhất của sự sản xuất bởi vậy cho nên đảng của giai cấp vô sản nếu muốn trở thành đảng chân chính thì trước hết phải nắm vững khoa học về quy luật phát triển của sự sản xuất quy luật phát triển của nền kinh tế xã hội bởi vậy cho nên muốn khỏi sai lầm về chính trị thì trong sự lập ra chương trình của mình cũng như trong sự hành động thực tiễn của mình đảng của giai cấp vô sản trước hết phải căn cứ vào quy luật phát triển của sự sản xuất quy luật phát triển nền kinh tế xã hội khoa học lịch sử sở dĩ trở thành khoa học là vì căn cứ vào quy luật kinh tế chính xác và tìm được quy luật lịch sử chính xác nó không còn là một sự ghi chép hồ đồ, bất cứ sự kiện nào xảy ra, nó không còn là lịch sử của các vua chúa nữa. Khoa học lịch sử không phải là một thứ học thức bàn quan, biết để biết, mà trở thành vũ khi đấu tranh của nhân dân, động viên, cổ võ nhân dân, ôn cũ để biết mới và càng tin tưởng vào sự tất yếu của thắng lợi, càng tin tưởng vào vai trò quyết định của quần chúng cần lao, những người sản xuất, những người làm thực thụ. Ở đây chúng ta có thể nhớ lại câu nói, cải cách ruộng đất trong kháng chiến là hợp với quy luật của sự phát triển của xã hội Việt Nam, để chứng minh rằng đảng và chính phủ hoạt động căn cứ vào quy luật, vào sự hiểu biết xã hội, vào khoa học kinh tế và lịch sử. Bởi vậy cho nên thắng lợi rất là chắc chắn. Đặc tính thứ hai của sự sản xuất, sự biến chuyển và phát triển của sản xuất luôn luôn bắt đầu bằng sự biến chuyển và phát triển của lực lượng sản xuất, trước hết là của khí cụ sản xuất trong đặc tính thứ nhất của sự sản xuất chúng ta đã thấy rằng sự sản xuất luôn luôn phát triển thì trong đặc tính thứ nhì này chúng ta sẽ nghiên cứu xem nó phát triển thế nào tác động qua lại giữa hai mặt của sản xuất giữa lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất ra làm sao một lực lượng sản xuất là yếu tố linh động nhất của sự sản xuất xem xét sự biến chuyển và phát triển của sự sản xuất qua các chế độ các phương thức thì bao giờ ta cũng thấy rằng lực lượng sản xuất chuyển biến phát triển trước rồi sau đó tương quan sản xuất chuyển biến và phát triển theo nói rõ hơn trong bốn yếu tố của lực lượng sản xuất thì công cụ phát triển trước tiên rồi kế nó thì kinh nghiệm hay thói quen số con người dùng công cụ tiến phát theo cần biết rằng sự phát triển của công cụ kết quả của sự đấu tranh không ngừng giữa con người và thiên nhiên sự phát triển đó xảy ra gần như ngoài ý thức chung của xã hội đập cọ đá để có lửa tìm được kim khí để làm khí cụ tinh xảo hơn là khí cụ bằng đá và bằng gỗ và đến gần đây sự làm ra máy hơi nước máy in máy điện sự phá vỡ hạt nhân nguyên tử mỗi lúc phát triển ra khí cụ mới như thế con người nói chung là chỉ tưởng rằng với khí cụ mới ấy ta sản xuất được nhiều hơn nhanh hơn tốt hơn ta tranh đấu được đắc lực hơn thế thôi con người đâu có dè ra rằng cách mạng hóa khí cụ như thế họ tạo ra điều kiện đầu tiên điều kiện trọng yếu nhất của cuộc cách mạng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng. Người thường cổ tìm được sắt, có dè đầu sắt, khí cụ bằng sắt đã đưa đến sự tan rã không thể tránh khỏi được nữa của nền công xã nguyên thủy. Bọn tư bản ngày nay hợp lý hóa sản xuất, chế ra máy móc tinh xảo, nó làm như thế để bóc lột thêm nhiều, cạnh tranh thêm dài nữa, có vẻ đâu nó đào mồ cho nó hệ khí cụ biến đổi thì ngay con người dùng khí cụ đó cũng phải biến đổi với cả kinh nghiệm thói quen của họ ví dụ máy hơi nước thay cho máy gỗ quay bằng tay thì anh thủ công hóa thành anh công nhân kỹ nghệ anh công nhân kỹ nghệ có số kinh nghiệm làm lanh lệ cho máy khỏi nghiến tay làm từng loạt hàng hóa nói tóm lại lực lượng sản xuất phát triển trước tương quan sản xuất và trong lực lượng sản xuất thì khí cụ phát triển trước hết khí cụ đổi mới thì cách sản xuất phải đổi mới con người đổi mới, kinh nghiệm mới, thói quen mới. Mark nói về khí cụ lao động. Sự ứng dụng và sự chế tạo khí cụ lao động mặc dầu có chấm nở trong vài loại thú vật là cái tính chất rất đặc biệt của sự lao động của con người. Cho nên ông Franklin định nghĩa con người là con thú làm khí cụ di tích khí cụ lao động cũng như với sự nghiên cứu hình thái kinh tế của các chế độ xã hội đã mất cũng quan trọng ngang hàng với xương sóc các con thú ngày xưa đối với những ai muốn biết các giống loài đã mất một thời đại kinh tế này khác với thời đại kinh tế nọ không phải tại các thời đại ấy sản xuất cái gì mà tại nó sản xuất bằng cách nào khí cụ lao động là cái thước đo sự phát triển của người lao động nó trình bày cái tương quan xã hội trong đó người lao động làm việc thời nào lại không làm ra gạo mà ăn những người tự nhiên thì giọt từng nắm gạo, thời phong kiến thì xây giả bằng cối tay, thời tư bản thì cha bằng máy. Ta chú ý đến sự phát triển của khí cụ là vì thế, nó là yếu tố quyết định. Tương quan sản xuất biến chuyển tùy theo và tương ứng với sự biến chuyển của lực lượng sản xuất, chớ không phải là nó biến chuyển một cách tự do. Liên hệ giữa người luôn luôn tương tùy với liên hệ giữa người và thiên nhiên. Ví dụ khi đã chế tạo được máy hơi nước, một người thợ sản xuất được bằng hàng chục thợ thủ công hàng mấy chục nông dân thì hai giai cấp mới phát triển lên tư bản và vô sản khi đó tư bản giàu mạnh không thể để quyền hành trong tay của địa chủ phong kiến mà đợi chờ chính quyền về tay nó để thống trị vô sản cởi cổ nhân dân mức phát triển của lực lượng sản xuất quyết định tính chất của tương quan sản xuất trong thời đó máy móc phát triển dành chỗ của thủ công thì sớm hay muộn giai cấp tư bản phải trỗi lên lập chế độ tư bản của chúng nó không thể không được, cũng như trước đó, lưỡi cày sắt không thể không phá tan chế độ cộng sản nguyên thủy, và cũng như ngày nay, đại công nghệ không thể không dắt đến xã hội chủ nghĩa, chỉ có vấn đề sớm muộn, trước sau mà thôi. 2. Vai trò của tương quan sản xuất đối với lực lượng sản xuất Tương quan sản xuất tùy thuộc lực lượng sản xuất phát triển trước tương quan sản xuất. Nhưng tương quan sản xuất vẫn đóng vai trò độc lập, nghĩa là có ảnh hưởng ngược lại, có tác động ngược lại đối với lực lượng sản xuất, tác động ngược lại đó có thể là tiêu cực, nghĩa là ngăn trở sức phát triển của lực lượng sản xuất, hay có thể tích cực, nghĩa là đẩy mạnh sức phát triển của lực lượng sản xuất tới trước. Tỷ dụ như bọn tư bản độc quyền ngày nay làm chủ các nhà máy, nhà băng, hầm mỏ, sống trên lưng thợ thuyền, liên hiệp với địa chủ để cưỡi cổ hàng triệu nông dân không có đất hay có rất ít đất, tương quan sản xuất ấy làm trở ngại cho sự phát triển của lực lượng sản xuất bọn chủ giấu giếm nhiều phát kiến khoa học mới không đem ra ứng dụng vì sợ phải bỏ những máy móc cũ vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của bọn chúa trùng tư bản nào đó bao nhiêu đề nghị của các nhà bác học để làm nhà máy điện mới ở mỹ ở gibraltar đều bị bọn độc quyền bọn tham mưu chôn vùi dưới hàng trăm triệu giấy tờ mặc dầu nếu thực hiện các kế hoạch ấy hàng triệu người sẽ có việc làm hàng chục triệu mẫu đất khô được tưới nước mà có tốn gì mấy đâu ngăn eo bể Gibraltar để tưới sa mạc Sahara chỉ tốn một phần mười sự tổn phí trong chiến tranh. Tương quan sản xuất tư bản ngăn trở sức phát triển của lực lượng sản xuất. Tương quan sản xuất cũ là một trở ngại. Trái lại, tương quan sản xuất mới đóng vai trò tích cực. Tương quan sản xuất sớm hay muộn phải biến để tương ứng với với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Cách mạng nổi lên là khi nào phải đã phá tương quan cũ, trở ngại, để lập tương quan sản xuất mới tương ứng không tương ứng giữa lực lượng sản xuất tiến phát và tương quan sản xuất định trệ thì xảy ra các cuộc khủng hoảng các cuộc khủng hoảng chứng minh sự bất tương ứng giữa lực lượng sản xuất với tương quan sản xuất nó như dòi hỏi phải có cách mạng để lập sự tương ứng giữa lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất nó như đòi hỏi phải có cách mạng lập sự tương ứng trên một trình độ mới với tính chất mới của liên hệ xã hội về tương quan sản xuất lạc hậu quyền tư hữu tư bản những thủ đoạn sản xuất không tương ứng với lực lượng sản xuất tiến bộ tính chất xã hội của quá trình sản xuất cho nên chẳng những tương quan của ngăn trở lực lượng mới mà lại còn phá hoại nữa là khác đóng cửa nhà máy đốt nguyên liệu đổ lương thực xuống biển hàng trăm vạn người công nhân thất nghiệp sự bất tương xứng này chính là cơ sở kinh tế của cách mạng xã hội cần chú ý rằng tương quan sản xuất không thể nào đi quá trễ sau sự phát triển của lực lượng sản xuất không thể nào mâu thuẫn mãi với sự phát triển ấy bởi vì lực lượng sản xuất chỉ có thể phát triển đầy đủ là khi nào tương quan sản xuất tương ứng với tính chất với tình trạng của lực lượng sản xuất và để cho lực lượng sản xuất phát triển tự do cách mạng xã hội chủ nghĩa mang nhiệm vụ hủy bỏ tương quan sản xuất cũ đặt tương quan mới thích ứng với trình độ mới của lực lượng sản xuất tương quan sản xuất mới khi đã được thành lập rồi thì nó đóng vai trò tích cực như ở liên xô nó làm cho lực lượng sản xuất tăng tiến rất mau như ở các nước tư bản cách đây một thế kỷ như ở việt nam hiện giờ sự chia đất cho nông dân dù là chưa phải tất cả đất của địa chủ sức tiêu thụ của nông dân tăng lên mở triển vọng tốt cho nông nghiệp đã làm cho sự sản xuất tăng lên bảo đảm cung cấp cho hàng chục vạn bộ đội bảo đảm lương thực cho toàn dân ở trong những vùng mà trước kia trong thời bình bọn đế quốc không làm sao có đủ lương thực tối thiểu cho quần chúng liên xô phát triển kinh tế rất mau với một tốc độ phi thường, các nước dân chủ nhân dân cũng thế, ở đây không có khủng hoảng, đó là tỷ dụ rõ rệt nhất của sự tương ứng giữa lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất cho nên trong quyển Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử, Stalin viết. Lực lượng sản xuất không những là yếu tố linh động nhất và cách mạng nhất của sự sản xuất. Nó cũng là yếu tố quyết định sự phát triển của sản xuất. Và trong quyển Những vấn đề kinh tế xã hội chỉ nghĩa ở Liên Xô, Stalin viết sai lầm chính của đồng chí ivochenko là anh ấy rời xa chủ nghĩa mát về vấn đề vai trò của lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất trong sự phát triển của xã hội muốn tăng quá mức cái vai trò của lực lượng sản xuất và bớt quá mức vai trò của tương quan sản xuất để đi đến chỗ tưởng lầm rằng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa tương quan sản xuất là bộ phận của lực lượng sản xuất trước hết thật là sai lầm nếu tưởng rằng vai trò của tương quan sản xuất trong lịch sử của xã hội chỉ là hạn chế trong sự ngăn trở làm liệt bại của lực lượng sản xuất. Khi những người Marxist nói rằng tương quan sản xuất đóng vai trở ngại, thì ý họ chỉ nói đến những tương quan sản xuất cũ, những tương quan nào không còn tương ứng với sự tiến triển của lực lượng sản xuất. Nhưng mà, ngoài những tương quan sản xuất cũ, ai cũng biết rằng có những tương quan sản xuất mới thay thế cho tương quan cũ. Người ta có thể nào bảo rằng vai trò của tương quan sản xuất mới gió là làm trở ngại sự phát triển của lực lượng sản xuất chăng? Tất nhiên không. Nói cho đúng những tương quan sản xuất mới, ngược lại là lực lượng chính yếu và quyết định sự phát triển liên tục và mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, và nếu thiếu tương quan sản xuất mới ấy thì lực lượng sản xuất phải bị suy tàn đi như trường hợp ngày nay trong các nước tư bản. Cái mới ngày nay có thể trở thành cái cũ ngày mai, tương quan sản xuất mới không thể đời đời mới mãi, nó đi chậm đi trễ hơn, nó không linh động bằng lực lượng sản xuất, đến một lúc nào đó, nó già cỗi đi nó mất dần cái vai trò động lực đẩy lực lượng sản xuất tới trước, lúc đó tương quan sản xuất mới xuất hiện. Nó xuất hiện với cách mạng, với đột biến, với bạo động của nhân dân, 1789, 1917, nếu xã hội bị một giai cấp bóc lột nào thống trị. Nó xuất hiện một cách có ý thức, êm ái, từ từ như một cuộc cách mạng hòa bình từ bên trên xuống, êm ái hòa bình đây có nghĩa là không có bạo động cướp chính quyền chớ không phải là không có đấu tranh. Lấy tỷ dụ cách mạng tháng 10 chia ruộng đất của địa chủ cho nông dân lao động, tương quan sản xuất mới xuất hiện ở thôn quê, nông dân có đất sống sung túc, sức mua của họ tăng lên, ruộng đất sản xuất cao hơn, nhất là công nghệ phát triển vô cùng mạnh mẽ nhờ kế hoạch hóa nhờ thị trường nông thôn rộng rãi gấp mấy lần hồi trước 1917. Nhưng đến 1929, 30 công nghệ phát triển khá mạnh rồi, nếu nông thôn mà cứ giữ tương quan sản xuất tiểu chủ cũ thì công nghệ bị hạn chế, sản xuất nông nghiệp cũng bị hạn chế. Sự chia đất sau cách mạng tháng 10 tạo ra một tương quan sản xuất mới ở thôn quê. Tương quan đó đến năm 1930 thì trở thành cũ và bắt đầu trở ngại, do cái trở ngại bắt đầu đó nhà nước Xô Viết chủ trương lập một thứ tương quan sản xuất mới ở nông thôn, công cộng hóa nông nghiệp nông dân tiểu chủ dùng cày tay, hái tay, cày vài ba mẫu, trở thành hội viên của công cộng nông trường dùng máy cày to, máy gặt lớn, trồng tỉa hàng chục vạn mẫu, với kỹ thuật tối tân, mỗi mẫu đất tăng năng suất nông dân xã hội chủ nghĩa càng giàu thôn quê càng thừa thải lúa mì, rau thịt nguyên liệu cho công nghệ và tiêu thụ gấp bội, công nghệ thương mại phát triển không giới hạn. Trong tương lai trên đường đi đến Cộng sản, chắc hẳn có lúc tương quan sản xuất hiện giờ sẽ có lúc cũ đi rồi phải biết trước, phải ghi những mâu thuẫn để kịp thời giải quyết để tạo ra tương quan sản xuất mới tương ứng với trình độ phát triển mới của lực lượng sản xuất. Người mới ở xã hội mới chỉ huy được sự phát triển của xã hội tùy theo quy luật phát triển khách quan và tất yếu của nó đặc biệt là tùy luật tương ứng giữa lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất. 3. Phát họa quá trình phát triển của tương quan sản xuất suốt lịch sử nhân loại biết tình hình của lực lượng sản xuất là biết vậy chớ con ngươi dùng khí cụ nào để sản xuất ra vật dụng. Biết tình hình của tương quan sản xuất căn bản là biết vậy chớ những thủ đoạn sản xuất, máy móc, vốn, nguyên liệu, đất rừng, xe cộ, mỏ, của tư hay của một nhóm, một giai cấp hay của chung cả xã hội. Phát họa quá trình phát triển của lịch sử. À, từ khí cụ thô sơ bằng đá, đá nhọn, đá bén để giết thú, đến cung nỏ, Do đó mà đi từ săn bắn đến chăn nuôi, trước thì chỉ giết chết thú rừng, sau bắt đem về nuôi. B, từ khí cụ bằng đá đến khí cụ bằng kim khí, búa sắt, lưỡi cày sắt, do đó mà chuyển từ chăn nuôi lên tới trồng tỉa, làm ruộng rẫy. C, khí cụ bằng sắt được cải tiến lên, lò rèn, lò gốm xuất hiện, do đó bắt đầu có thủ công, thủ công phân biệt với nông nghiệp, thủ công tiến bộ thành thủ công xưởng. D, khí cụ thủ công chuyển thành máy móc thủ công xưởng tiến lên công nghệ cơ giới hóa. Kế gió thì chuyển qua những hệ thống máy móc tinh xảo tương tùy với nhau nên đại công nghệ cơ giới hóa tân thời xuất hiện. Đại để có 5 bước. Đó là những bước tiến bộ căn bản của lực lượng sản xuất xưa nay. Khí cụ biến đổi thì con người dùng nó cũng biến đổi và phát triển mọi mặt nhất là mặt dùng khí cụ càng ngày càng tinh xảo hơn nghĩa là càng ngày càng lớn bước đối với thiên nhiên. Tương ứng với sự phát triển ấy thì có sự phát triển của tương quan kinh tế, tương quan sản xuất giữa con người với con người, những tương quan này theo lời của Marx là nhất định, tất yếu và độc lập đối với ý muốn của con người. Nhất định nghĩa là trình độ lực lượng sản xuất nào có tính chất tương quan sản xuất ấy, tất yếu nghĩa là phải có không có không được, vô luận là ở góc trời nào, độc lập nghĩa là khách quan không tùy ý ta, ta không muốn nó cũng cứ xảy ra lịch sử trải qua năm loại tương quan sản xuất căn bản công xã nguyên thủy chế độ nô lệ chế độ phong kiến chế độ tư bản và chế độ xã hội chủ nghĩa stalin duy vật biện chứng và duy vật lịch sử stalin nhấn mạnh ở chữ căn bản nghĩa là còn có những loại tương quan sản xuất phụ thuộc khác giao thời Câu của Stalin giải quyết vấn đề mà ta thường tự hỏi, phương thức sản xuất Á Châu có phải là phương thức sản xuất căn bản không hay nó là phương thức phụ thuộc một hình thái đặc điểm ở Á Châu của một phương thức căn bản nào? Câu của Stalin giải đáp thắc mắc của chúng ta đối với câu của Mark trong đó có Mark có kể năm phương thức sản xuất gồm phương thức sản xuất Á Châu mà tất nhiên là lúc ấy chưa có phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Dưới công xã Nguyên Thủy, nền tảng của tương quan sản xuất là các khí cụ sản xuất đất rừng, cung nỏ, chưa đủ sức giúp cho con người nguyên thủy riêng rẽ tranh đấu chống thiên nhiên với thú rừng, người nguyên thủy vì thiếu thốn phải để chung khí cụ làm việc chung cùng nhau tranh đấu để chung số quả hái được số thịt giết được số cá bắt được, phải hiệp sức làm chung cái hang cái chòi để ở, nếu không như thế thì chết đói, thì thú rừng ăn thịt đi, thì các bộ lạc chung quanh đánh tan đi. Cộng sản vì thiếu không có tư hữu tài sản trừ võ khí thô sơ không có người bóc lột người tất nhiên là không có chánh phủ pháp luật kế đó là chế độ nô lệ, cơ sở của tương quan sản xuất là khí cụ và người nô lệ là của riêng của chủ nô. Tương quan sản xuất này tương ứng với trình độ của khí cụ, khí cụ bằng kim khí, có chăn nuôi, làm ruộng nương thổ công, có nhiều ngành sản xuất, có thể trao đổi sản vật từ nhóm này qua nhóm kia vùng này qua vùng nọ, có thể làm giàu to tích tụ của cải vào tay của một thiểu số người. Đối với nô lệ thì lao động cưỡng bách người chủ nô mua hay bán người nô lệ như mua bán bất cứ thú vật công cụ nào giết chết cũng được như giết gà giết lợn. Còn chủ nợ ở không làm giàu chồng chất của riêng lên. Giai cấp đấu tranh kịch liệt nổi lên giữa nô lệ và chủ nô giữa người giàu người nghèo, giữa người có quyền người không quyền. Kế đó là chế độ phong kiến ở đây cơ sở của tương quan sản xuất là, địa chủ phong kiến chiếm hết ruộng đất và nông cụ, nông nô hay nông dân, hay người thủ công có một ít thủ đoạn sản xuất, người chủ đất không dết chóc được nông nô mà mua bán được, vì nông nô dính liền với đất, chủ điện bóc lột tá điện bằng các loại tô tức. Tương quan sản xuất ấy tương ứng với tình hình lực lượng sản xuất sau đây, tiến bộ trong nghề nấu gan làm sắt, thông bọng chiếc cày có lưỡi sắt và khung cửi bằng gỗ, nông nghiệp tiến bộ lên, làm ruộng làm vườn khá lên, làm rượu, làm dầu, làm thủ công tinh xảo hơn và kế bên đó có những thủ công xưởng tranh đấu giữa phong kiến và nông nô là một đặc sắc của thời kỳ phong kiến đến chế độ tư bản ở đây cơ sở của tương quan sản xuất mới là nhà tư bản làm chủ công xưởng vốn nguyên liệu phương tiện vận tải người lao động thì không có thủ đoạn sản xuất phải từ đó bán công nuôi miệng kế bên tài sản tư bản đó thì tài sản của nông dân thủ công tiểu thương các hạng này bị phá sản lần lần có đất của địa chủ đất này lần lần biến thành đồn điền sản xuất với kỹ nghệ công nghiệp cao với máy móc khá. Hồi thời phong kiến, lực lượng sản xuất tiến đến một mực mà ông chủ muốn dân cày có ít nhiều sáng kiến, lợi riêng trong việc làm, cho nên nô lệ không lợi bằng nông dân có một ít tài sản riêng, thì đến thời tư bản, lực lượng sản xuất tiến đến một mực mà ông chủ cần người lao động có ít nhiều học thức, không ngoan để dùng nổ cái máy, cần người tự do, tự do đối với tài sản, nghĩa là không có công cụ gì, tự do đối với địa chủ, để tự do. Bản sức lao động khi nhà tư bản cần nhân công. Tư bản sản xuất rất nhiều, cạnh tranh nhau rất mạnh, tiêu thụ phá sản, nhân dân bị bóc lột mất bớt sức tiêu thụ, hàng bán không chạy, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng thừa, nhà máy đóng cửa, nhà băng đổ, thợ thuyền thất nghiệp, một phần lực lượng sản xuất bị phá hủy bởi vì tương quan sản xuất tư bản, tư hữu không còn thích ứng với tinh chất xã hội của sự sản xuất nữa bởi vậy cho nên có đấu tranh quyết liệt giữa tư bản và công nhân bởi vậy cho nên cần cách mạng vô sản để mau thay thế tài sản tư bản chủ nghĩa bằng tài sản xã hội chủ nghĩa đến nay thì chế độ xã hội chủ nghĩa đương được thực hiện ở liên xô và nhiều nước dân chủ nhân dân ở đây cơ sở của tương quan sản xuất là tư liệu sản xuất về tay nhà nước của công không còn người bóc lột người người bị bóc lột nữa mỗi người làm việc tùy sức mỗi người lĩnh tùy công thầy thợ công nông đều cộng tác bình đẳng bởi vậy cho nên ở các xứ xã hội chủ nghĩa và dân chủ không có kinh tế khủng hoảng không có đóng cửa nhà máy mà ngược lại nhà máy được dựng thêm vô số không có thất nghiệp mà số công nhân tăng tiến đời sống được nâng lên cao ngó thấy từ năm nay qua năm khác kỹ thuật tiến bộ phi thường việc làm càng ngày càng bớt nhọc và thêm năng suất đó là lịch sử tóm tắt của sự phát triển của tương quan sản xuất từ trước đến giờ suốt lịch sử của nhân loại ta thấy nó bị lực lượng sản xuất quyết định ta thấy nó phản ứng lại với sự phát triển của lực lượng sản xuất ta thấy rằng khi hai bên mâu thuẫn nhau thì sớm hay chầy tương quan sản xuất phải thay đổi tính chất để thích ứng với lực lượng sản xuất mới để cho toàn bộ sự sản xuất được phát triển luôn luôn lịch sử của lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất là nền tảng của lịch sử loài người đó là cái chìa khóa để hiểu nhân loại tiến hóa sử chìa khóa ấy cũng là vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đặc tính thứ ba của sự sản xuất lực lượng sản xuất mới và tương quan sản xuất tương ứng đều xuất phát từ trong lòng chế độ cũ lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất tương ứng không phải là xuất hiện bên ngoài chế độ cũ và sau khi chế độ cũ bị tiêu diệt nó xuất hiện ngay từ trong lòng của chế độ cũ nó không phải là kết quả của một sự hành động có ý thức có tính trước của con người nó xuất hiện một cách tự phát một cách độc lập đối với ý thức và ý chí của con người cây mạ tượng hình trong hạt lúa gieo xuống đất ướt con gà con tượng hình trong trứng gà được gà mẹ ấp không phải chờ cho hạt lúa thối đi trứng gà vứt đi mới có gà con cộng mạ trong khi gà con cộng mạ tượng hình thành hình tới mực nào thì hạt lúa và trứng gà bị tiêu diệt tự như thế không chờ đến khi một chế độ cũ đã đổ nát mất đi rồi sau đó mới có lực lượng sản xuất mới và tương quan sản xuất mới, sự sản xuất mới đâm mầm, tự gây điều kiện sinh nở và phát triển ngay trong chế độ cũ hãy còn. Tỷ dụ, nào có đợi đến 1789, năm cách mạng tư sản Pháp thì mới có máy móc, mới có sản xuất hàng hóa, làm công nghiệp, mới có vô sản và tư bản mà đã có vô sản, tư bản, đã có công nghệ trước 1789 chính sự nảy nở và phát triển của sản xuất tư bản trong lòng chế độ phong kiến đã làm cho chế độ phong kiến khủng hoảng và dắt đến cách mạng tư sản cách mạng tư sản đem giai cấp tư sản lên nắm chính quyền hủy bỏ nhiều tương quan phong kiến để cho tư bản chủ nghĩa phát triển tự do chứ không phải là để cho tư bản chủ nghĩa bắt đầu nảy nở tương quan tư bản đã nảy nở và bắt đầu phát triển nhất là với sự giao thông với đông phương sự tìm được mỹ châu nghĩa là từ hai đến ba thế kỷ trước thế kỷ 18. Chính trong lòng chế độ tư bản, ta trông thấy sự phát triển của lực lượng sản xuất mới như kỹ thuật tinh xảo, hệ thống máy móc to tác và phức tạp, điện lực nguyên tử lực, thấy thợ chuyên môn rất tập trung rất giác ngộ. Chính đó là những điều kiện khách quan và chủ quan để thành lập chế độ mới tuy trong lòng chế độ tư bản chưa có sẵn tương quan sản xuất xã hội chủ nghĩa như ở trong lòng chế độ phong kiến đã sẵn có tương quan sản xuất tư bản chủ nghĩa chính đó là một trong những điểm khác nhau giữa cách mạng tư sản và cách mạng vo sản nhưng ở trong lòng chế độ tư bản đã chín mùi những điều kiện để dựng lên tương quan sản xuất mới ăn khớp với trình độ mới của lực lượng sản xuất điều kiện đó là sự tập trung tư bản thành những công ty to thành những độc quyền quốc gia và quốc tế sự thống kê kế hoạch sản xuất tỉ mỉ trong mỗi nhà máy. Cần nói rằng, lực lượng sản xuất mới và tương quan sản xuất mới xuất hiện ra không phải là kết quả của sự hành động có ý thức, đã tính trước của con người mà xuất hiện một cách tự phát, đó là vì hai lẽ sau đây. Một thứ nhất con người sinh ra nào có được tự do lựa chọn một phương thức sản xuất đâu, một thế hệ mới bước chân vào cuộc đời đã gặp phải những lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất sẵn có của thế hệ trước để lại mà mình phải tiếp tục anh là người nông dân khi sinh ra sinh ở nhà tá điền dù có muốn lựa lấy cái thời nông nghiệp tự nhiên mỗi ai tự do khoét một khu rừng hoang để gieo lúa có được đâu thời ấy chưa đến tôi là người công nhân cũng thế vậy mỗi thế hệ mới bị bắt buộc từ đầu phải nhận phần ở trong một tình trạng sẵn có về mặt kinh tế và phải tuân theo tình trạng đó mà sản xuất để sống phải tùy theo đó mà soạn liệu việc biến đổi theo nó theo lợi quyền của mình không thể bỏ xã hội mình để vào núi ra bể chế tạo một xã hội theo ý riêng của mình được. Có làm như thế cũng thất bại mà thôi, thất bại như các cụ chán đời thoát ly trần tục, thất bại như các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng ngày nọ. Chỉ có thể thực hiện nguyện vọng của mình bằng cách nhận thức những tình trạng thực tế trước mắt mình, tùy nó mà biến nó. Hay, thứ nhì khi con người chế ra một loại công cụ nào để sản xuất tuy họ có thể có ý thức là chế ra nó để sản xuất nhiều hơn, tốt hơn đỡ nhọc hơn chẳng hạn nhưng con người không dám đoán trước không biết trước những kết quả xã hội chính trị về sau của sự sáng chế ấy là như thế nào ví dụ như khi vài người trong công xã nguyên thủy bắt đầu lần mò đi từ sự dùng khí cụ bằng đá đến dùng khí cụ bằng kim khí tất nhiên là họ không biết kết quả mà sự sáng chế ấy dắt đến họ cũng không nghĩ đến bởi họ không có ý thức họ không hiểu rằng sự dùng khí cụ bằng kim khí là một cuộc cách mạng trong sự sản xuất và rốt cùng sẽ có kết quả là đi tới chế độ nô lệ cái điều mà họ muốn chỉ là làm sao cho công việc dễ dàng hơn lại ví dụ như khi bọn tư bản âu châu chuyển từ lối sản xuất thủ công lẻ tẻ sang lối sản xuất tập trung ở thủ công xưởng họ đã làm cho lực lượng sản xuất tiến lên nhưng họ biết đâu rằng cái sáng kiến nhỏ ấy đưa đến một kết quả lớn là đánh đổ chính quyền của vua chúa quý tộc Họ chỉ muốn làm thủ công xưởng để làm ra nhiều hàng hóa bán đi khắp nơi để lấy nhiều lời. Thế thôi. Hay là khi bọn thực dân Pháp lập thành các đồn điện cao su, các xưởng dệt và xi si mông, tập trung người đào mỏ ở Hong gây, Uông Bí. Chúng đâu có dè rằng kết quả của hành động cướp giật ấy là một giai cấp công nhân thành hình, một đảng cộng sản sẽ được tổ chức, quanh đảng ấy công nông liên hiệp lại và cả dân tộc đoàn kết chặt chẽ, rồi chế độ thuộc địa bị đánh đổ đồn điền công xưởng chúng bị tịch thu. Hay là khi tư bản làm cái máy điện đầu tiên, làm trái bom nguyên tử đầu tiên, chúng nó chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt là đuổi thợ, sản xuất đại quy mô và ít phí tổn, chúng nó chỉ nghĩ đến chuyện tiêu diệt bọn nào cạnh tranh với nó. Nó có về đâu rõ ràng với điện lực ngày nay và với nguyên tử lực thì sản xuất đã lên tới một mực độ cao, cao cho đến nỗi tư bản chủ nghĩa không còn một tí lý do gì để tồn tại, cao cho đến nỗi với kỹ thuật đó con người đã có thể bước vào cộng sản chủ nghĩa vì có thể sản xuất nhiều vật dụng và lương thực như nước sông nước bể. Chính vì lẽ ấy mà Marx nói rằng, trong sự sản xuất ra những tài sản vật chất cần thiết cho đời sống, con người tự khép mình vào những tương quan nhất định, tất yếu và độc lập đối với ý chí của mình, những tương quan ấy tương ứng với với một trình độ phát triển nào đó của lực lượng sản xuất. O không o nói rằng lực lượng sản xuất mới và tương quan sản xuất mới đầu phát sinh từ trong lòng của chế độ cũ nói như thế không phải là bảo rằng sự biến chuyển từ loại tương quan sản xuất này sang loại tương quan sản xuất khác từ chế độ này sang chế độ kia là một sự biến chuyển êm ái từ từ mãi không phải thế và nói rằng tương quan sản xuất mới xuất hiện ra một cách tự phát độc lập với ý chí con người nói như thế không phải là hành động giác ngộ và ý thức của con người hoàn toàn không có vai trò gì cả không phải thế sự tiềm tiến, sự tiến bộ dần dần của lực lượng sản xuất trong lòng chế độ cũ đi đến một mực nào đó thì khuôn khổ của chế độ cũ hóa thành chật hẹp, nó phải vỡ đi, nó vỡ đi tự như vỏ trứng gà phải vỡ đi để cho gà con trong vỏ nhảy ra, nó vỡ đi như vỏ lúa phải vỡ đi để cho cây mạ mọc lên. Đó là cách mạng, đó là khởi nghĩa bạo động trong lịch sử để đánh đổ một chế độ xã hội này và thành lập một chế độ xã hội khác. Đó là lúc mà giai cấp tranh đấu lên đến mức cao nhất bạo lực cách mạng là cô đỡ của lịch sử lịch sử loài người từ trước đến giờ dẫy đầy những cuộc bạo động cách mạng như thế quá trình tự phát của sự phát triển nhường chỗ cho sự hành động tự giác của con người sự phát triển êm ái nhường chỗ cho sự chuyển biến bạo động tiệm tiếng nhường chỗ cho cách mạng chỉ khi nào giai cấp vô sản nắm được chính quyền khi nào nhà nước nhân dân nắm được quy luật biến chuyển của xã hội biết được trước các mâu thuẫn và kịp thời thì khi ấy một tương quan sản xuất mới có thể thay thế một tương quan sản xuất cũ và không cần gì phải có khởi nghĩa, cách mạng bạo động như cách mạng 1789, cách mạng 1917, hay cách mạng ở xứ ta. Ví dụ hồi 1929, 30 ở Liên Xô có cuộc công cộng hóa nông nghiệp, đó là thay đổi tương quan sản xuất, sự thay đổi đó có giá trị như một cuộc cách mạng nhưng không có đột biến mà biến chuyển từ từ, không có bạo động thì tất nhiên là có giai cấp đấu tranh mạnh giữa nông dân lao động và phú nông. Được như thế, theo Stalin là bởi vì đó là một cuộc cách mạng từ trên xuống, đó là sáng kiến của chính quyền Xô viết có đa số nông dân ủng hộ. Sự đột biến là một quy luật tất yếu cho một xã hội chia thành giai cấp xung khác nhau. Nhưng nó không phải là tất yếu cho một xã hội không có giai cấp xung khác còn ý thức của con người cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự biến chuyển của xã hội mặc dầu rằng sự xuất hiện của lực lượng sản xuất mới và tương quan sản xuất mới có tính tự phát độc lập với ý chí con người hẳn rằng lực lượng mới và tương quan mới xuất hiện một cách tự phát độc lập nhưng đến khi lực lượng mới tương quan mới phát triển lên đến một mực độ nào đó đến khi nó chín mùi rồi thì lúc bấy giờ ý thức của con người đóng một vai trò rất quan trọng phải có sức mạnh có ý thức của những giai cấp đang lên có cách mạng của họ thì mới phá được sức bảo thủ của các giai cấp thống trị cũ phá được tương quan sản xuất cũ chừng ấy nổi bật lên cái vai trò lớn lao vô cùng của những ý tưởng xã hội mới của những tổ chức chính trị mới của chính quyền mới tất cả đều có nhiệm vụ thủ tiêu bằng bạo lực những tương quan xã hội cũ ý thức mới ý thức cách mạng phát sinh từ tương quan sản xuất mới nó động viên nó tổ chức quần chúng nó hướng dẫn quần chúng làm cách mạng quá trình tự phát chuyển biến thành hành động có ý thức cách mạng thay tương quan sản xuất mới cho tương quan sản xuất cũ o không o chúng ta hãy kết thúc quy luật tương ứng giữa lực lượng sản xuất và tương quan sản xuất quy luật căn bản của duy vật lịch sử bằng đoạn sau đây của vị tôn sư đã sáng tạo ra duy vật lịch sử đã tìm được quy luật căn bản ấy một chế độ xã hội không khi nào chết trước khi tất cả các lực lượng sản xuất của nó có thể cho phát triển đã phát triển được rồi những tương quan sản xuất mới cao hơn tương quan cũ không bao giờ xuất hiện trước khi những điều kiện vật chất của sự sinh tồn của nó đã được chín mùi trong lòng của chế độ cũ bởi vậy cho nên nhân loại không bao giờ tự đặt ra những vấn đề mà nó không thể giải quyết được bởi vì xét cho kỹ thì bao giờ cũng thế chính vấn đề chỉ xuất hiện khi nào những điều kiện vật chất để giải quyết nó đã có rồi hay ít ra là đương thành hình